Em Thịnh xin chào bác. Hôm nay thì em xin gửi tới các bác cái clip em sẽ độ đèn cho chiếc Kia K3 đời 2022. Thì nguyên bản chiếc xe này đó là bóng bi halogen các nhá. Tuy nhiên ánh sáng của nó là không đủ. Bác chủ hôm nay đã quyết định đến đây để nâng cấp về gói ánh sáng tại cả anh em. Và bây giờ em bác sẽ đến clip cả em ngày hôm nay. Ra đèn của con K3 này thì nó khá là đơn giản thôi các bác ạ. Bởi vì nó là keo nhiệt mà các bác. Chúng ta chỉ việc hấp và sau đó dùng kìm ra đèn và ra thôi. Nên cái mép của nó thì vẫn được đẹp như nguyên bản như ban đầu thôi. Không có sứt sẹo hoặc là bị móp méo gì các bác nhá. Nó rất đơn giản. Keo nhiệt thì quá là dễ dàng rồi các bác ạ. Sau đó là chúng ta sẽ tháo cái bi của chiếc xe này ra. Cho một cái bi này. Đây bi zin đây các bác, bi zin bi halogen các nhá. Bi nhưng vẫn sử dụng bóng halogen nguyên bản. Cái con bi này thì nó khá là đặc biệt các bác ạ. Nó y hệt như con Accent luôn, không khác một tí xíu gì cả. Từ ngoại hình cho đến cấu tạo bên trong giống hệt Accent các bác nhá. Thậm chí là cả cái bát này nữa, em nhìn nó cũng rất là giống Accent đấy. Liệu không biết có đúng hay không. Đây là cái bi nguyên bản ở đây các bác. Cực kỳ là thú vị, rất giống Accent. Sau đó thì bọn em sẽ thực hiện đặt bi lên vào cái bát này thôi. Vào cái bát zin này thôi. Và sau đó là căn chỉnh và cố định các bác ạ. Rất là đơn giản. Đặt được bi thì chúng ta đến với bước tiếp theo, đó chính là quá trình căn chỉnh các bác ạ. Chúng ta sẽ cho bi nó sáng lên các nhá. Và thực hiện căn chỉnh lên cái bạt, căn chỉnh cửa hàng thôi ạ. Đây ạ. Cái này thì bọn em đã làm khá là nhiều rồi. Chúng ta cần một cái đèn laser như thế này để căn chỉnh cho đúng tâm bi. Bọn em đã lấy được cái tâm ở trên bạt rồi các bạn. Cái tâm ở trên bạt đó là cái băng dính đen ở phía trước mặt các bạn đây. Chúng ta cho cái đường gấp khúc ở trên ánh sáng này, cho đúng vào cái tâm của cái băng dính đó thì chúng ta sẽ được ánh sáng chuẩn nhất của cái bộ đèn này các bạn nhé. Quá trình căn chỉnh cái đèn này thì nó tỉ mỉ nhất rồi các bạn ạ. Chúng ta cần căn chỉnh một cách chuẩn xác nhất. Thì thứ nhất là cái đèn bi mới nó sẽ nằm lọt vào đúng vị trí bi cũ. Và tiếp theo đó chính là ánh sáng sẽ ra cho ánh sáng chuẩn các bạn nhé. Ánh sáng chuẩn đó chính là khi chúng ta đi đối diện với xe đối diện sẽ không bị chói mắt, mà chúng ta di chuyển vẫn có thể an toàn và đủ cái khoảng sáng khi chúng ta đi bằng đèn cốt các bạn ạ. Đây các nhá, ánh sáng khi chúng ta căn chỉnh đây, cái chỗ mà ánh sáng nó bị thay đổi kìa, gấp khúc kìa, nó đúng vào cái tâm của chúng ta đã căn ở trên bảng. Như vậy là ánh sáng sẽ chuẩn nhất các bạn ạ. Cố định bi thành công thì chúng ta sẽ đến cái bước đó tiếp theo, đó chính là quá trình đấu điện. Thì hôm nay bọn em đã tặng cho bác chủ một cái vòng mắt quỷ màu đỏ các bạn ạ. Và bác chủ, bây giờ bọn em sẽ đấu luôn cả vòng mắt quỷ vào trong cái đèn daylight của nó các nhá. Cái đèn daylight của chiếc xe này thì khi chúng ta hạ cánh tay thì đèn sẽ sáng. Thì chúng ta sẽ đấu vào đấy. Và đấu cả chế độ pha cốt luôn. Bọn em thực sự cái con này bọn em sẽ không cắm rắc đâu. Bởi vì bên trong cái này nó nằm hoàn toàn bên trong. Thì chúng ta cắm rắc cái lâu về dài nó sẽ dễ mô ve. Thì chính vì điều đó chúng ta sẽ phải xích dây điện ra các bạn. Xích dây điện và dùng máy hàn để hàn nó vào, cố định chết vào. Như vậy thì nó sẽ không bị mô ve về lâu về dài các nhá. Đấu điện xong thì chúng ta sẽ thêm một cái lớp keo nhiệt nữa vào chiếc đèn này. Đây cái lớp keo nhiệt của em vừa thêm đây coi nhá. Thì khi chúng ta thêm một lớp keo nhiệt này thì đảm bảo cái việc là về lâu về dài nó sẽ không bị vào nước, không bị hấp hơi. Cái keo nhiệt này của nó đặc tính là khi mà gặp nhiệt độ nóng thì nó sẽ tự mềm ra, thì chúng ta có thể ra mặt đèn. Cái lớp keo nhiệt này nó như keo nhiệt nguyên bản ban đầu đấy các bác ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện úp cái mặt đèn vào thôi. Và sau đó cho vào lò và hấp thôi các bác ạ. Rất là đơn giản. Sau khi lấy đèn từ lò hấp ra thì chúng ta sẽ đến cái bước tiếp theo, đó chính là chúng ta sẽ kẹp vào cái mặt đèn này vào các nhá. Kẹp cố định cái mặt đèn vào. Và sau đó là để cho keo nó chết đấy các bác. Và sau đó chúng ta sẽ mang ra ngoài và lắp đặt thôi. Lắp đặt lên xe thôi. Như vậy là cũng gần là xong rồi các bác ạ. Kẹp, nên dùng những cái kẹp này các bác ạ. Rất là chắc. Bây giờ thì các em đã đến cái bước cuối cùng để hoàn thiện cho chiếc xe này rồi. Đó chính là bọn em sẽ lắp đèn và lắp ba lần sốc vào các nhá. Thì các bác có thể quan sát trên video đây, bác chủ hôm nay đã lựa chọn một cái mắt quỷ màu đỏ nó như này. Nhìn rất là đẹp, đồng màu với cả màu chiếc xe luôn. Mắt quỷ đỏ. Rất là đẹp. Nhìn rất là dữ các bác ạ. Đây là cái ánh sáng của bộ VinFast V1 khi hoàn thiện lên chiếc K3 đời 2022 đấy các bạn ạ.
Thì đây là sàng cốt của nó các bác nhá. Bọn em đã hoàn thiện xong rồi. Và đây là pha này, rất sáng đúng không ạ? Cốt này, pha này. Em cũng có những clip em chạy test đèn này rồi, em sẽ để link dưới phần mô tả. Các bác quan tâm thì sẽ kích dưới link đấy các bác nhá. Em test khá là chi tiết đấy. Đá pha này, cực nhanh đúng không ạ? Thì trên đây là clip các em chia sẻ nhanh về cái quá trình mà em độ đèn cho chiếc Kia K3 đời 2022. Nếu có nhu cầu lắp đặt cũng như là cần tư vấn gì, em xin mời các bác liên hệ qua số điện thoại của em các bác nhé. Clip hôm nay em xin tạm dừng tại đây thôi. Em xin cảm ơn các bác ạ.